Chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy lạnh Mitsubishi có mắt thần nha. Mắt thần này là cái mắt cảm biến nhiệt, nó sẽ theo dõi con người. Máy này là máy một ngựa đầu 22. Đây, sản xuất 25 2015 đây. Năm sản xuất này. À, 225 V kép là nó đo 22, nó tương đương với một ngựa nha. Máy này là máy auto clear, hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Không can thiệp, không tẩy rửa gì hết nha. Hàng này chỉ về xịt nước vệ sinh. Đây, cái auto clear nó đây mọi người. Đây. Auto clear có nghĩa là nó tự vệ sinh máy nha. Tự vệ sinh máy, nó hút bụi. Là nó có cái lưới lọc, nó hút bụi thì nó sẽ đưa lên đây. Đây, nó sẽ đưa vô cái hộc hộc đựng của nó đây. Em sẽ mở cái hộc đựng đó cho mọi người xem nè. Thì mỗi lần mình xài thì tầm khoảng tháng, tùy theo cái nhà nó dơ hay là cái nhà mà nó bụi tầm nào thì nó sẽ đưa hộc bụi vô đây. Thì mình mở chỉ lực cái nắp đây ra thì mình hút bụi nó là xong. Mình sẽ vũ bụi nó là xong nha. Rồi thì nó rất là dễ tháo lắp. Cái này mình sẽ để vô đây. Đấy, nó đúng, nó nhấn xuống cạch. Thì bên này cũng tương tự. À, nó rất là dễ vệ sinh. Đây, mới test nước nó còn đây. Mới về test xong. Máy còn rất là đẹp luôn. Bên này em là bao ring luôn nha. À, bao ring, cái đầu nóng nó ở đây. Đây là nóng keo vô dáng bệnh về còn em chưa có làm, còn rất là đẹp nha. Đây là mấy cánh tản nhiệt, nó cả nó chỉ nhẹ ở ngoài, em chưa có đỡ nó lên. Mình đỡ nó lên là sẽ bình thường, mà dàn nó còn rất là đẹp luôn. Miễn trong ống nó là đẹp là được. Nhựa này là em bao zin 100% zin nha mọi người. Có nhiều người nói là đời sao cao này kia, nhưng mà em sẽ giới thiệu chỉ cho mọi người cách tính đời, cái đời của nó có ghi nha. Để em lật máy lên em chỉ cái năm đời nó sẽ ghi trong máy, và trong cái dây nó vẫn có nha mọi người. Rồi, trước sau gì nó cũng có hết trơn á. Đây thì mọi người thấy nè. Đây. Đây là cái tháng là nó để từ 1 tới 12 nha. Còn cái năm là nó để từ 1 tới 10. Mọi người nhìn kỹ nè, nó có ghi đời nè. À, đây là nó từ 1 tới 10 là ghi số năm là 25. Còn đây để tháng 6 từ 1 12 là cái tháng. Cái tháng với cái năm. Đấy. Cách nhận biết của cái máy lạnh nó ghi đời là vậy đó nha. Đó là cái cách nhận biết của cái đời máy nha mọi người. Họ nói nhiều, nó là tao nói đời cái tem dán nhiều lúc không quan trọng, nhưng mà cái tem nó là rất là chắc nha. Tem này nó dán cậy nó không bao giờ nó ra đâu. Tem zin của nó là lấy tay cậy là nó không có tróc nha. Đấy, cái tem của nó là chữ sắt trên sắt nè. Cho nên mọi người cứ là yên tâm. Và cái đời cứ nghĩ là người ta ghi đời ghi này kia là trật. Cái máy lạnh lúc nào nó cũng có ghi trên. Thứ nhất là nó sản xuất là nó có ghi cái năm ở trên cái máy luôn. Tem là một việc, máy một việc. Còn cái dây nguồn nó vẫn ghi năm đời nha mọi người. Đấy, cái máy này là máy lạnh đầu đi Nhật. Thì nó tới hai đầu. Để em lật cái máy lên. Nó hai đầu có nghĩa là một đầu nóng và một đầu lạnh và một đầu sưởi nha. Dùng rất là tiện lợi cho miền Trung với miền Bắc Việt Nam mình. Thì tháng nắng thì mình mở chế độ mát và tháng mưa mình qua chế độ sưởi. Rất là ấm cho các cụ nha. Cái này con mắt này.
Mắt này có nghĩa là khi máy chạy thì nó sẽ xoay, nó sẽ xoay quanh và nó cảm biến nhiệt, nó thấy người chỗ nào á, nếu tập trung bên nào thì cái cánh tản nhiệt trong máy này. Đấy, đây là cánh tản nhiệt, nó sẽ liếc qua cái chỗ người, con người nha. À, nó sẽ xoay để nó thổi lại người. Nó rất là thông minh nha mọi người. Con mắt này là nó điều chỉnh cái quạt gió trong này, cái cánh tản trong này, nó sẽ xoay qua đó. Con máy này rất là tiện lợi luôn. Riêng cái dòng máy này, máy thông minh, máy full chức năng này thì nó chỉ có remote zin nó mới xài được nha. Nó rời zin theo máy luôn nha. Máy em bảo hành 1 năm. Cửa hàng em thì nằm để đường Thanh Nhân Trung, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ai mà gần cửa hàng thì tới xem kỹ hơn. Và em sẽ bao lắp trong khu vực Biên Hòa nha. Còn xa quá thì em không có bao lắp được. Em lắp thì có nhân viên kỹ thuật đi lắp, nhưng mà trong khu vực Biên Hòa. Còn xa nữa thì mọi người để tự lắp. Em chỉ bán bảo hành cho mọi người 1 năm thôi. Máy là rất là thông minh, rất là tiện lợi luôn. Từ vệ sinh máy thì mình chỉ yêu cầu việc từng tháng thì mình tầm tháng hơn tháng như là mình tự mình gỡ cái hộc này ra, mình chỉ vũ bụi nó là xong thôi, chứ mình không cần làm nhiều. Máy này nó quá thông minh rồi. Rồi con máy này một nửa đời 2015, em bán với cái giá là 10 triệu nha mọi người. Những ai ở xa, những ai ở xa thì chuyển tiền đủ nha. Ai ở xa chuyển tiền đủ, khu vực mà gần gần ấy như là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương thì khu vực gần, bán kính 50 km thì em sẽ giao tận nhà, có cọc thì em sẽ giao tận nhà và thu tiền tận nhà. Còn ở xa thì vui lòng chuyển đủ. Máy này thì em bao test, bao bảo hành, bao lạnh, nói chung là đồ riêng hết tất cả. Rồi, em cảm ơn mọi người lâu nay đã tin và dùng sản phẩm bên em. Vẫn cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn tạm biệt mọi người, hẹn mọi người video lần sau.